Hôm nay ngày 12 tháng 12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân sẽ đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cao nhất Trung Quốc tới Việt Nam sau Đại hội lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc và là lần thứ 3 nhà lãnh đạo này thăm Việt Nam. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong thời điểm hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã Trung Quốc cho rằng đây là hành trình tiếp nối quá khứ và mở ra tương lai nhằm củng cố niềm tin chính trị giữa hai nước cũng như thúc đẩy hợp tác cùng có lợi. Chuyến thăm sẽ thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mạnh mẽ để mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương.